Tiến 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 Linh ngủ rồi. Đây mở ra nhé. Đây đi vắng lắm ấy, gió từ 6 nhà thổi. Chỉ có 20 suất trong ngày hôm nay thôi nha mọi người ơi, mở bản trước 20 suất nha. Cho dành cho những ai mà muốn xem trước xét Tết như thế nào để sau mà mua nhiều hay gì đấy. Thì bây giờ bọn mình sẽ lên cho mọi người đúng 20 set. 10 set đắt, 10 set cao cấp và 10 set trung bình. Set cao cấp này thì có giá là 589k. Đây, set cao cấp nha. Mọi người thường mình, mọi người hay mua set Tết thì cũng biết là đồ Tết rất là gọi là sao ta, rất là đắt. Đây, set Tết nha mọi người ơi. Rất là làm công phu đấy. Rất là công phu nha, set Tết đấy ạ. Lag à? Ôi bị lag rồi. Đúng, rồi mình ngồi hơi xá. Hơi xá wifi. Bị lag rồi mọi người ơi. Hơi xa wifi tí. Hơi xa wifi. Mọi người ơi, bị lag, mọi người có thể comment giúp mình được không? Bị lag không ạ? Bình thường mà Đức Anh. À thôi, đây mình sẽ lên trước set thường nha, set thường trước nha, set trung bình trước nha, set trung bình thì như thế này ạ. Hình ông cháu đấy. Các hình ảnh các kiểu là bọn mình thuê thiết kế hết nha mọi người ơi. Thuê thiết kế bản quyền hết nha. Đây set trung bình thì thấy như thế này nha. Cái hộp ngoài thì sẽ đẹp hơn nha mọi người. Cái hộp này thì nó hơi bị ấy. Có vì mẹ với là do vận chuyển. Linh bảo 2 3 ngày nữa không? Hôm nay bán đúng 20 suất trước nha mọi người ơi. Hôm nay chỉ bán đúng 20 suất trước nha. 20 suất trước trong ngày hôm nay ạ. 10 set này và 10 set cao cấp nha. Đây nó cái hộp nó đẹp lắm nhưng mà vận chuyển xong rồi sao đây nó bị gió là để bê ở hang bùng máy bay mọi người. Cái quần ở bên ngoài nó hơi bị mẹo một tí. Set này thì có tên là set bình an nha mọi người ơi. Set bình an thì bao gồm khô gà, khô heo, xoài sấy dẻo, mần xỉ muồi, chanh leo sấy dẻo và ổi sấy dẻo nha mọi người ơi. Có giá là 398k nha. 398k. Đây là xoài sấy dẻo này. Tất cả hoa quả nông sản này đều được thu mua từ người gọi là sao ta, người dân ở Sơn La nha mọi người ơi. Sau thì bọn mình sẽ có video các kiểu để đăng lên cho mọi người kiểm chứng các kiểu nha. Đức Anh ơi, do mạng của em bị lag hay sao ấy. Mở bản trước cho 10 người đầu tiên nha, 10 set đầu tiên ạ. 10 set đầu tiên, set bình an. Đây là ổi sấy dẻo nha mọi người ơi. Ô, nhìn ngon hề. Ổi sấy dẻo. Sản phẩm của bên mình thì đều có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ. Nguồn gốc là từ nông sản Việt Nam mình ở Sơn La nha mọi người ơi. Ở Sơn La. Đây. Mần xỉ muối. Khô heo. Chanh leo sấy dẻo. Chanh leo sấy dẻo siêu ngon luôn nha mọi người ơi. Bò bị ngược à? Không, cái này để bật cho mọi người xem một tí này. Đây cho mọi người xem một tí này. Đức Anh ơi, lên chưa Đức Anh? Đấy, thấy chưa? Đấy, năm mời hạnh phúc bình an đến ngay xuân này. Vinh hoa phú quý về. Năm mới hạnh phúc bình an đến, ngày xuân vinh hoa phú quý về nha mọi người ơi. Đây ạ. Đây. Đấy, vì nhà em mình bỏ cam trước này là. À đúng rồi. Đây, bỏ. Như này. Như này nha, set Tết thì sẽ như này nha. Rồi, bây giờ chuyển lại như cũ nha. Ghim rồi nha mọi người ơi. Đấy. Ghim rồi đấy ạ. Mọi người ơi, ghim rồi đấy ạ. Ngày mọi người muốn thì mua về để cúng thờ bình thường ấy. Đúng rồi, đi tặng hay là thờ cúng hay gì bình thường nha mọi người ơi. Đây, giá là 398k free ship cho mọi người nha. Còn 7 set nữa. Còn 7 set duy nhất trong ngày hôm nay nữa nha mọi người ơi. Giờ mua hơi sớm. Cái này là em lên, Điệp ơi làm bình thường lại đi. Cái này là em lên trước cho mọi người. Nếu như mà ai mà muốn mua nhiều thì mua trước một vài set để xem xét là sản phẩm có chất lượng không hay là gì thì mọi người mua số lượng nhiều ấy. Thì bọn em bây giờ sẽ lên cho mọi người trước như thế nha, là chỉ có 10 suất thôi. Và sau nếu như mà sau Linh sẽ mở bán gọi là 1.000 set các kiểu luôn nha mọi người ơi.
Sẹt này gửi nếu mình mọi người mỗi giờ có thể thắp rằm cũng được không mọi người đấy. Đúng rồi. Thắp rằm cũng được đấy, năm tháng 12 đây ạ. Đấy. Đây. Đây đâu tháng 12 rồi đấy. Sẹt rất là đẹp luôn nha mọi người ơi, hộp rất là chìn chu và cái này thì đâu. Đúng rồi bạn, đúng rồi, có thể cùng ống cống ống táo nữa. Đấy. Sẽ bao gồm nếu như mà ai mua cái set như này thì sẽ có bao gồm ở trong là một bao lì xì. Một bao lì xì nha mọi người ơi. Một bao lì xì. Trong đấy sẽ có mã số trúng thưởng. Mã số này thì sẽ là từ số 1. Đây là số 1 đây, mình đang cầm số 1. Từ số 1 cho đến số 14.000 nha. Từ số 1 cho đến số 14.000. Thì nếu như mà sau khi mà bán hết tất cả các set thì bọn mình sẽ quay số trúng thưởng. Sẽ có 3 người. Ai mua về thì nhớ giữ cho mình cái mã số này nha. Mã số này thì sẽ bỏ trong cái bao lì xì như này. Bao lì xì như này nha mọi người ơi. Đây, sẽ bỏ trong cái bao lì xì như này. Bao lì xì như này nha. Thì lúc mua về mọi người mở ra, mọi người cất cho mình cái mã số này. Thì khi nào mà bán hết thì bọn mình sẽ đăng lên để tri ân cho mọi người. Gồm có 3 người may mắn nhất sẽ được tri ân một cái huy hiệu bằng vàng. Huy hiệu là QL nha. Sẽ không có ai có hết, chỉ có 3 cái huy hiệu này là 3 cái huy hiệu duy nhất thôi nha. Còn ai mà muốn mua các doanh nghiệp nào mà muốn mua số lượng lớn thì có thể liên hệ cho bọn em qua số điện thoại là đuôi 1994 nha mọi người ơi. Đây, mã số này nha. Lúc mua về nhớ giữ cho em cái mã này nha. 1m772 kỷ mang ảo thun thì size L giúp em nha. Size L giúp em ạ. Set này thì gọi là set bình an, gồm có khô gà, khô heo, ổi sấy dẻo, xoài sấy dẻo, chanh leo sấy dẻo và mần xỉ muối nha mọi người ơi. Còn có bao nhiêu suất được anh nhở? Cái này em sẽ lên trước cho mọi người trong ngày hôm nay là 10 suất nha. Còn 3 suất nữa mọi người ơi, còn 3 suất nữa. 3 suất nữa nha. Đây là em lên trước cho mọi người 10 suất để mọi người mua về xem có ok hay không thì lấy số lượng lớn nha. Đây. Đây ạ. Còn đây này là set thường này. Còn set cao cấp thì là set này. Đẹp không anh? Đẹp không? Set cao cấp đấy. Ôi mình hơi đau bụng một chút. Set này là set cao cấp nha mọi người ơi. Set cao cấp này thì có giá là 598k. Set này thì có giá là 598k nha. Chỉ 598k. Vâng. Ở trong thì bao gồm là khô gà, khô heo, mần xì muối, xoài sấy dẻo, chanh leo sấy dẻo, ổi sấy dẻo và ngọc sen, hành nhân là cái gì nữa, hạt điều phô mai nha, hạt điều phô mai, rất là nhiều món nha mọi người ơi. Đây là set cao cấp nha. Set này thì cũng gồm cái bao lì xì, xong rồi là cái mã số để trúng thưởng, trúng vàng ấy ạ. Đây, set này thì có thêm cái túi ở ngoài như này nha, có cái túi ở ngoài như này rất là xịn sò luôn nha mọi người ơi. Set này thì có giá là 598k nha. Set này là set cao cấp. Lì xì đấy. Và ở trong có lì xì này. Và có thăm Bốc thăm phiếu trúng thưởng này. Và rất là nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ các bạn ở phía trong. Đấy, ở phía trong có thể là book một trong các anh em ở team châu Phi đi chơi Tết, đúng không? Date như nào vậy ạ? Date này thì phải tầm 6 tháng nha. Ra Tết các kiểu vẫn ăn ổ bình thường nha mọi người ơi. Set này thì có giá là 598k nha. Ủa? Còn 538 kìa. Ôi set này không giảm đâu, nhưng mà sao lại 538k à? TikTok à? Có TikTok à? TikTok từ voucher 50k à Đức Anh? Ui mảng Đức Anh chầm thế. Mảng bên này đã chầm rồi, mảng Đức Anh còn chầm hơn cả mảng mình nữa. À,
nay có trợ giá của TikTok mọi người ơi, chỉ có mấy phút thôi, còn 538k nha. Voucher TikTok nha mọi người ơi, giảm 60k này. Ok ok. Nhanh nhanh tay lên mọi người ơi, giảm 60k nha. Còn 538k mới mở bảng ngày đầu tiên có 10 suất thôi mà đã có voucher 60k rồi. Nhanh nhanh nào, còn mấy suất cuối cùng này. Đúng còn 3 suất cuối cùng. Cái này lần đầu tiên bán thì sẽ không bao giờ giảm giá hay gì đâu nha. Nhưng mà hôm nay thì nhân cái giờ này có TikTok hỗ trợ cho 60k là còn 538k nữa thôi. Mọi người nhanh tay mua giúp em nha. Nhanh tay, thời gian chỉ có trong vòng 1 phút thôi. Mọi người nhanh tay. 1 phút hay gì thôi nha mọi người, chỉ có 10 suất duy nhất thôi. 10 suất duy nhất để cho các bạn mua, muốn mua trước để xem cảm nhận này trước khi mà mua số lượng nhiều thôi nha. TikTok có voucher nhanh tay nhân lên mọi người ơi. 598k hôm nay chỉ còn 538k, buổi đầu tiên live mà đã có voucher 60k rồi. Nhanh tay giúp em nào các chị ơi. Nhanh tay mọi người đấy. Cái này nha, đồ ăn ở trong này này, hoa quả, hạnh nhân, hạt điều các kiểu. Là hôm em với anh Tiến, anh Tâm là đi đi đến Sơn La luôn, đi từ Hà Nội đến Sơn La, trực tiếp thu mua của người dân luôn nha mọi người ơi, và trực tiếp đặt xưởng ở Sơn La luôn nha. Cho nên mọi người yên tâm về chất lượng nha mọi người ơi. Ít hôm nữa thì bọn mình sẽ lên cái clip mà bọn mình đi thu mua các kiểu nha, và cách chế biến ngọc sen này, hạt điều phô mai bơ tỏi các kiểu thì bọn mình đều tự chế biến các kiểu. Cho nên là mấy ngày nữa bọn mình sẽ lên nha mọi người, lên video nha. Còn 3 suất nữa mọi người ơi, còn 3 suất cuối cùng. Nhanh tay nào để chuyển sang bắt đầu là tiết mục ăn uống. Đúng rồi. Chết rồi, nói bị lừa. Còn 3 suất nữa là chuyển qua food luôn nha mọi người ơi. Còn 3 suất nữa thôi ạ. 598k hôm nay chỉ còn 538k voucher cho 60k đấy. Duy nhất trong buổi hôm nay thôi mới cho như thế. Duy nhất trong buổi live stream ngày hôm nay. Đây, ở mặt trong thì năm mới hạnh phúc bình an đến, ngày xuân vinh hoa phù quỷ về nha. Câu rất là hay luôn. Video thì ít hôm nữa em sẽ đăng lên trên TikTok Quang Linh Food nha. Ok ok mọi người, lúc mua hàng thì sẽ bên chỗ anh em mình sẽ gói rất là cẩn thận. Đúng rồi, mọi người về đi làm quà Tết. Chống sóc, chống va đập các kiểu nha. Là yên tâm nha mọi người, yên tâm là về tay mọi người thì hàng đẹp mê ly luôn. Còn một suất duy nhất. Một suất duy nhất 598k hôm nay chỉ còn 538k. Có voucher 60k từ TikTok nha. Chứ mọi người mà mua trên hộp bằng chất liệu gì vậy? Hộp này là hộp cát tông lạnh nha mọi người ơi. Và chất liệu này là chất liệu xịn nhất trong tất cả các chất liệu giấy nha mọi người. Giấy này là có nhũ các kiểu nha mọi người ơi. Rất là kim tuyển lấp la lấp lánh luôn. Còn mua tặng bồ, cờ rớt, liều cờ rớt có đồ không? Đồ luôn nha, đồ cả gia đình luôn. Cái này, cái hình họa tiết này là bọn mình thiết kế. Bọn mình từ lên ý tưởng xong rồi nhờ họa sĩ vẽ các kiểu nha. Cái này là độc quyền của Quang Linh Food. Không có bên nào có họa tiết như này hết nha mọi người ơi. Hết rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi sang đồ cô đi.